Thưa quý vị, hơn 5 năm qua, hệ thống mắt thần camera an ninh đã cung cấp thông tin cho lực lượng công an thành phố Bà Rịa, điều tra xử lý hơn 430 vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp và xử lý tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ năm 2017 đến nay, lực lượng công an các cấp trên địa bàn thành phố Bà Rịa đã sử dụng hình ảnh trích xuất từ mô hình camera an ninh để phục vụ công tác phát triển điều tra, xử lý 432 vụ việc. Trong đó có 87 vụ phạm pháp hình sự, 224 vụ vi phạm hành chính, 113 vụ va chạm, tai nạn giao thông, 4 vụ giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Thông qua camera an ninh, lực lượng chức năng còn tìm giúp được một người đi lạc, phát hiện 2 vụ vi phạm luật an toàn giao thông và 1 vụ tụ tập đua xe trái phép. Hệ thống camera an ninh cũng giúp lực lượng công an các phường xã giám sát tình hình tại một số khu vực phức tạp, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật khi mới phát sinh.